Chào các bạn đến kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đến với dạng bài đó chính là chia tích phân cực hay luôn. Thì kỹ năng này giúp chúng ta xử lý các cái câu mà nó chạy từ đoạn cực kỳ dài nhưng có thể xử lý trong trắc nghiệm một cách rất là ngắn gọn. Thì trước khi bắt đầu video, các bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình để có thể ủng hộ mình cũng như nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Và bây giờ mình sẽ đến với lý thuyết. Thì các bạn nhớ xem hết video này nhé, bởi vì cái phương pháp hay nhất mình sẽ để ở cuối video. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu. Thì bài hôm nay sẽ có tên là chia tích phân. Rồi, mình sẽ ghi tự bài đây. Chính là chia tích phân. Như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ nói đến bài toán tổng quát. Bài toán tổng quát của nó ở đây chính là gì? Thì bài toán sẽ cho tích phân có dạng như thế này. F của x tất cả bình phương. F tất cả bình phương dx nè. Rồi, hoặc bài toán cũng có thể cho tích phân của f phẩy của x tất cả bình phương dx, bài toán cho tích phân của bình phương fx hoặc f phải x, và đồng thời bài toán cho một cái dữ kiện nữa là tích phân của gx nhân cho fx như thế này, một đa thức nữa gx và fx như thế này. Rồi thì bài toán đưa ra câu hỏi cho chúng ta, đó chính là tính tích phân có liên quan đến fx, chẳng hạn như là fx này hoặc là fx nhân với lại một hằng ux khác nữa. Đây thì đó chính là cho hai dữ kiện này và xác định tích phân của fx hoặc là những cái tích phân tích của fx với một đa thức nào đó nữa. Cách để xử lý dạng này rất là dễ. Thì bây giờ mình sẽ vào bài tập minh họa cho các bạn luôn. Rồi, đến với câu đầu tiên. Bây giờ mình sẽ đọc yêu cầu bài toán. Rồi, bài toán cho tích phân từ 0 đến 1 của f bình x là bằng 21 và tích phân từ 0 đến 1 của x cộng 1 nhân với fx bằng 7. Thì bài toán hỏi đây là tính tích phân từ 0 đến 1 của e mũ x nhân với fx. Thì chúng ta xác định được bài toán này đã thuộc dạng chia tích phân. Mình sẽ làm theo cách làm theo tự luận trước. Ở đây mình sẽ ghi lại cái đề. Tích phân từ 0 đến 1 của f bình phương x chính là bằng 21. Mình bỏ chữ dx cho nó dễ nhìn. Rồi, bây giờ chúng ta lại có một cái dữ kiện nữa, đó chính là tích phân từ 0 đến 1 của x cộng 1 nhân fx bằng với số 7. Rồi như thế này. Sau khi chúng ta có hai dữ kiện của bài toán thế này thì mình sẽ nghĩ đến cách như sau. Đó chính là gì? Mình sẽ nhân thêm số k, một cái số k nào đó nữa vào tích phân thứ hai này, tích phân từ 0 cho đến 1 của k lần x cộng 1 nhân cho fx thì nó chính là bằng 7k. Như thế này, mình nhân k vào hai vế. Bây giờ mình sẽ tìm cách để mình tạo ra một cái hằng đẳng thức. Thì đó chính là việc mình lấy cái ở trên với cái ở dưới cộng lại với nhau và mình cộng thêm một lượng nữa. Nghĩa là sao? Nghĩa là gì? Khi ta lấy cái trên cộng với cái ở dưới, ta sẽ được, đó chính là tích phân từ 0 đến 1 của f bình x cộng với lại k nhân cho x cộng 1 tất cả nhân với lại fx như thế này. Bây giờ để sinh ra cái hằng đẳng thức thì mình phải cộng thêm một lượng nữa ở đây. Thì lượng đó chính là gì? Đó chính là, bạn ngầm hiểu đây cho mình, cái này là 2 nhân 1 phần 2 k của x cộng 1, nên là một nhóm nè, và fx là một nhóm như thế này. Thì mình cộng cho 1 phần 4 k bình phương của x cộng 1 như thế này, tất cả bình phương. Rồi nó chính là bằng cái gì? Bây giờ mình sẽ lấy trên cộng dưới, 21 cộng với lại 7k cộng với lại tích phân cộng thêm vào 0 đến 1 của 1 phần 4 k bình x cộng 1 tất cả bình phương như thế này. Đây, thì ta đã tạo ra một cái hằng đẳng thức ở vế bên trái. Rồi, thì vế bên trái này nó tương đương với lại cái gì? Tích phân từ 0 cho đến 1 của fx cộng với lại 1 phần 2 k x cộng 1 như thế này, tất cả bình phương bằng cái vế bên phải. Thì bạn lưu ý cho mình, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta chính là thì ta phải tìm k sao cho cái vế bên phải bằng 0. Thì khi đó tích phân của một bình phương bằng 0 thì ngay chính cái lõi bên trong của nó bằng 0 luôn. Bây giờ mình có máy tính của mình ở đây thì mình giải. Bây giờ mình sẽ giải cho cái vế bên phải này bằng 0. Tức là sao? Mình sẽ nhập vào máy 21 cộng với lại 7 lần, mình đặt biến k là chữ a đi, 7 lần a cộng với lại tích phân từ 0 cho đến 1 của 1 phần 4 nhân cho a bình phương nhân cho x cộng 1 tất cả bình phương như thế này. Và mình phải giải cho cả cái này bằng 0. Mình sẽ giải cho biến a. Rồi, shift zone, mình kéo xuống dưới, nhân chữ a như thế này, nó phải bằng
Ta sẽ đợi máy tính xử lý. Rồi, như bạn thấy máy tính nó giải ra k bằng trừ 6. Nghĩa là sao? Ta sẽ chọn số k bằng trừ 6. Thì khi ta chọn k bằng trừ 6 thì cái vế bên phải của nó sẽ bằng 0. Tức là sao? Cái này bằng 0. Thì tương đương với lại cái lõi của bên trong của cái tích phân nó phải bằng 0. Nghĩa là gì? Fx k bằng trừ 6 nghĩa là gì? Trừ 3 lần x cộng 1 tất cả bình phương phải bằng 0 như thế này. Rồi mình sẽ suy ra được đó chính là Fx chính là bằng 3 lần của x cộng 1 tất cả bình phương. Rất đẹp luôn. Đây bạn lưu ý cho mình nhầm nha, đây là x cộng 1 thôi, bên trong đây là x cộng 1 nè. Đây thì Fx ta sẽ tính ra được là Fx là bằng 3 lần của x cộng 1, rất là đẹp rồi. Để toán cho ta tính tích phân từ 0 đến 1 của e mũ x nhân Fx, thì ta sẽ nhập máy như sau. Rồi bây giờ mình sẽ nhập vào máy phân từ 0 cho đến 1 của e mũ x mình nhân cho Fx là bằng 3x cộng 1 giống như bằng, thì máy tính nó giải là 8,15. Thì mình nhìn cả ba đáp án này thì mình chắc chắn là đáp án đúng là đáp án D luôn. Thì mình chỉnh chia cho ba e nữa nó ra số 1 rất là đẹp. Rồi như bạn thấy thì rất là đẹp, nó ra số 1 luôn. Đáp án chính xác đây chắc chắn là phương án D. Như bạn thấy thì chúng ta phải chọn số k này khá là phức tạp. Rồi thì bây giờ mình sẽ cung cấp cho các bạn một cái cách mà cực kỳ nhanh luôn. Rồi như bạn thấy thì cách máy là chính là cách mà chúng ta giải tự luận. Thì tuy nhiên chúng ta đang thi trắc nghiệm cho nên chúng ta phải làm thật là nhanh luôn. Đó chính là sao? Thì bây giờ mình sẽ ghi lại cái đề bài một tí. Phân từ 0 cho đến 1 của f bình x rồi mình bỏ chữ dx nó dễ nhìn là bằng 21. Đồng thời ta cũng có là tích phân từ 0 cho đến 1 của x cộng 1 nhân cho fx chính là bằng 7. Rồi, như thế này thì mình sẽ gọi đây là cách chia tích phân. Mình sẽ lấy tích phân này chia tích phân này. Lấy cái này mình chia cái bên đây luôn. Mình sẽ lấy vế chia vế cho nhau. Thì trong lý thuyết của tích phân thì nó không hề có cái này. Thì ở đây bạn ngầm hiểu là chúng ta có thể chia được. Bởi vì dấu bằng xảy ra khi fx sẽ bằng k lần gx. Bạn nhớ cho mình. Thì chúng ta sẽ chia tích phân. Nghĩa là sao? Tích phân với tích phân thì mình chia hết nè. Chia hết luôn nè. Bạn thấy không? Rồi tiếp nè. Rồi ở đây f bình x mình chia cái này xuống. Thì tương đương với điều gì? Chia xuống đây là fx. Mình chia cho x cộng 1. Như thế này. Fx bên đây hết rồi. Bằng 3. Như thế này. Vậy thì mình sẽ suy ra được. Đó chính là gì? Fx chính là bằng 3 lần của x cộng 1. Đây rất là hay luôn. Thì đây chính là những cái gì mà ta đã giải được lúc nãy. Fx cũng bằng 3 lần của x cộng 1. Thì như vậy đến đây thì bạn có thể bấm máy được. Như lúc nãy mình bấm được thì nó cũng ra là bằng 3e luôn. Thì các bạn thấy nó rất là nhanh, cực kỳ nhanh luôn.